Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 18 tháng 8, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Ni cũng đang là bình an nha cô chú, chứ không phải là như những cái lời đồn của những cái kênh YouTuber bẩn hiện tại bây giờ là nó lên những cái livestream rồi những cái video là nó nói chị Ni là đang bị tạm giam đồ này kia. Thì thật sự là không có nha cô chú. Đó thì quay trở lại cái câu chuyện mà lý do nào chị Ni lại bị như vậy cô chú. Thì hiện tại bây giờ là cái bà bông hẹ này nè, phải nói rằng cô chú là bà đứng sau cái câu chuyện này cô chú anh chị. Đó vừa rồi là bà có đi qua ở bên Thái Lan nha cô chú. Rồi bà gặp cái chị Tuyết Bông á, đó sau khi mà qua bên đó gặp chị Tuyết Bông rồi là bà này tiếp tục là qua bên Mã Lai để gặp cái con mà kêu rằng là cái con có 5 quyển sổ cô chú. Đó thì vừa rồi á là em cũng có xem một cái đoạn video nha cô chú ở trên không gian mạng á, là chính là cái con bông tuyết này nè, nó lên nó mừng nó cười nó cảm ơn á là người anh với lại á là cái chị Hậu Lê Lê này cô chú anh chị, là nói rằng á là chị Ni đã bị bắt mừng. Đó thì ai vô, ai vô cô chú. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết á là hiện tại bây giờ á, là cái cặp đôi này nè nó rất là thù hận chị Ni nha cô chú, nó rất là ghét luôn. Ghét ở đây á là đợt vừa rồi á cô chú, chị Ni á đã lên những cái bài viết đã vạch trần là hai nhân vật này ra, cho nên á là nó thù hận đó, nó muốn là hãm hại chị Ni đỡ cho chị Ni á là phải gặp chuyện. Rồi sắp tới đây á cô chú là chị Ni sẽ không về lại được Việt Nam để không có cùng chị Hồng Loan ra tòa cô chú. Thì cô chú biết á, chị Hồng Loan sống rất là hiền, thì cái chuyện pháp lý cô chú anh chị Hồng Loan cũng đâu có rành bằng chị Ni đâu, cho nên là nó muốn là triệt hạ chị Ni trước, rồi bắt đầu là nó dùng cớ sau nữa là má tư cô chú. Đó cho hiện tại bây giờ thì nó cũng chửi má tư rất là nhiều luôn đó. Má tư nó cũng lôi đầu ra một người lớn tuổi, một người dìu dắt, một người chỉ dạy cho là cái người anh này trong lúc quá trình mà cố nghệ sĩ còn sống mà cô chú, thì cũng vẫn là dìu dắt đi ca hát đồ này kia cho đến là cái ngày hôm nay nó bên đó nó mới được là cái chức danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú đồ này kia các kiểu cô chú. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ nuôi ông tay áo cô chú chị được gì đó, bây giờ nó quay ra bắt đầu là nó quay xe nó phản, rồi nó nhằm mục đích đó là nó hãm hại chị Hồng Loan, rồi nó hãm hại chị Ni. Đó, má tư là cũng bị nó chửi rất là nhiều luôn. Nó đòi ra chợ ăn đông, nó làm cho lớn chuyện với má tư luôn. Mà cái loại này cô chú anh chị thì phải nói rằng là sống rất là dơ giấy luôn cô chú. Đó, ai vô, nếu mà mình nói cái câu chuyện mà quá trình từ trước đến nay á, thì cái cặp đôi này nó sống với chị Hồng Loan như thế nào cô chú. Đó, nó lợi dụng chị Hồng Loan thôi. Mà chị Ni á đến với chị Hồng Loan bằng tất cả cái tấm lòng cô chú, mà nó không có tin, nó nói rằng không ai mà đến thật giúp đỡ thật hết cô chú. Tại vì sao? Tại vì cái lòng của mình xấu quá, cho nên là mình lúc nào mình cũng nghĩ người ta xấu như mình vậy cô chú anh chị. Chứ đợt trước là chị Ni cũng đã là chia sẻ một cái bài viết là nói về cái drama của chị Hồng Loan, là chị Ni đến với chị Hồng Loan là không vì tiền và không vụ lợi, không có cái mục đích gì nha cô chú. Đó, chị Ni nói nếu mà chị Ni vụ lợi là chị Ni cũng sẽ là làm mà lập ra cái kênh YouTube rồi, thì đỡ làm đỡ kiếm tiền. Nhưng mà không cô chú, ở đây chị Ni giúp đỡ chị Hồng Loan thì nhận được gì? Nếu mà chị Hồng Loan lấy lại được cái căn nhà số 5 đường thì điểm này, rồi mẹ con của cô cháu gái sắp tới đây sẽ rời cái căn nhà này đến dọn đồ đồ đi hết cô chú. Đó thì chị Ni là được cái lòng thương của bà con trong nước và ngoài nước yêu thương. Ở đây yêu thương là chị Ni đến với chị Hồng Loan là đến thật lòng nha cô chú. Thì cái bên kia mà nó thấy chị Ni như vậy cô chú anh chị, nó cứ nghĩ rằng là chị Ni đến với chị Hồng Loan sợ là cướp luôn cái căn nhà số 5 đòn thì điểm này cô chú. Đó cho nên vừa rồi là bắt đầu là
gây cấn nhau đó, cũng lên là còn chửi qua lại, rồi chị Ni bức xúc quá binh vực chị Hồng Loan, cho nên là cũng lên những cái bài viết rồi những cái live stream ở trên Facebook của cô chú để đáp trả lại đó. Thì dẫn đến cái câu chuyện hiện tại bây giờ là cái cặp đôi này với lại là cái thằng lùn rồi cái anh đạo diễn hết thời cô chú đó, là bắt đầu là cùng nhóm với nhau nè, là tìm mọi cách để lội chị Ni qua ra trước, rồi bắt đầu tới má tư xong rồi bắt đầu là đến vợ chồng anh Linh Tý, chị Bích Trâm đó, xong rồi nó nghĩ như vậy cô chú. Rồi bắt đầu còn mình chị Loan thì chị Loan không có rành về cái công việc pháp lý, là tụi nó là sẽ nhai đến đầu chị Loan luôn cô chú. Chị ở đâu ra cô chú? Thì hiện tại bây giờ là chị Ni cũng đang ở bên Mã Lai nha cô chú chị, nhưng mà chị Ni vẫn là bình an rồi, chứ không phải là như những cái lời đồn ở bên đó nó nói nha cô chú đó. Nghĩ sao cô chú anh chị, dù sao đi nữa là chị Ni cũng đến với chị Hồng Loan, đến với người em của mình bằng cả cái tấm lòng. Vậy mà mình nói ra là hồi trước kia nói ngon lắm, muốn gì là cứ alo anh sẽ có mặt và anh sẽ giúp. Ủa, giúp hiện tại bây giờ giúp kiểu đó hơn cô chú anh chị, rất là bức xúc luôn cô chú đó. Thì phải nói rằng á, mấy anh em của tụi em á cô chú anh chị là luôn luôn đồng hành với chị Ni và chị Hồng Loan nha cô chú, chứ không phải là như những cái thành phần dơ bẩn bên đó hiện tại bây giờ nó cấu kết lẫn nhau để nó hãm hại chị Ni đó, để cho chị Ni là xảy ra cái câu chuyện như vậy nó mới vui cô chú. Thì một con người gian xảo mà đó, nó thù hận thì nó thù ghê lắm cô chú anh chị. Nó nhằm cái mục đích của nó cứ ý nó nói rằng nó có tiền, nó sẽ bỏ tiền ra cô là nó làm được cô chú. Nhưng mà cô chú yên tâm đi, sau cơn mưa trời lại sáng đó, sắp tới đây là chị Ni nghỉ ngơi xong nghe cô chú, đó là sẽ ở bên Mã Lai là giải viết cái câu chuyện là cái của cái con mà kêu gọi là năm cuốn sổ đỏ cô chú đó. Như đợt trước cô chú anh chị cũng biết rồi, cái con này chỉ có cái miệng nó lên nó nói thôi cô chú, xong rồi bắt đầu chị Ni đi tìm nó, rồi nó khóc nó cửa. Mà mới đây cũng lên cái live stream nói hiên ngang kêu gọi tiền đồ này kia để kiện đồ này kia cô chú đó. Phải nói rằng hiện tại bây giờ cô chú anh chị, tất cả mọi người ở trên cộng đồng mạng ai cũng vậy, ai cũng đều yêu thương chị Ni và cũng lo lắng cho chị Ni hết cô chú. Thì một lần nữa cô chú em cũng xin chúc cho chị Ni là vượt qua được cái sóng gió này, để sắp tới này là về lại Việt Nam sẽ xử lý hết tất cả những cái thành phần mà dám cả gan gài chị Ni vào cái bước đường cùng như ngày hôm nay nha cô chú. Đó thì cái kiếp nạn này là cái kiếp nạn lớn nhất của chị Ni rồi, chứ đâu còn cái kiếp nạn gì nữa cô chú. Chị Ni vượt qua được là sẽ về, sẽ tát thẳng mặt những cái thành phần này, những cái thành phần dơ giấy của xã hội nha cô chú. Đó, nhất là hiện tại bây giờ có một cái cặp gì đó cô chú anh chị, cái cặp ba dơ đó. Đó, cái cặp này nè, hiện tại bây giờ phải nói phải trốn à cô chú, chứ nếu mà đi ra đường người ta gặp người ta chửi, nhiều khi người ta bức xúc quá người ta tắt tay luôn á chứ cô chú, chứ đâu có chuyện đơn giản đâu. Đó, như vừa rồi đó, nghĩ sao cái đất nước Việt Nam của mình, cái bài hát để tượng trưng cho cái đất nước, mà cái con dơ giấy này nó mang cái danh nghĩa là một người hoa hậu đó, hoa hậu mà đi lên là chớ cái quốc ca, cái quốc ca của mình cô chú. Những người lãnh đạo của đất nước á, mà đi đến nước khác ngoại giao của chú anh chị đó, thì hát cái bài quốc ca đó lên là bên nước bạn sẽ biết rằng là cái bài hát đó là mình là người nước nào nha cô chú. Mà đây cái bà hệ này, bà dám cả gan không, bà dùng cái bài hát đó bà lên bà chớ nhiễu cô chú, rất là bức xúc luôn. Thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của em trong suốt một năm vừa qua và đăng ký ủng hộ. Thì giờ em cũng xin phép và kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.